Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau. Bản tin hôm nay Chủ nhật ngày 19 tháng 11 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Thưa quý vị, sáng nay tại huyện Trần Văn Thời, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức lễ phát động tháng hành động vì bình đẳng giới năm 2023. Đến dự có Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Nguyễn Minh Luân. Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023 diễn ra từ ngày 15 tháng 11 đến ngày 15 tháng 12 năm 2023 với chủ đề đảm bảo an sinh xã hội, tăng cường quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới, xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới. Phát biểu tại lễ phát động, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Nguyễn Minh Luân nhấn mạnh cần tăng cường đoàn kết, hành động vì mục tiêu lớn lao là tăng quyền năng, tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới. Đó là nhiệm vụ thường xuyên của các cấp các ngành, chỉ đạo thực hiện phải có hiệu quả, chuyển biến thực chất, không chỉ trong một tháng, mà đây là việc làm có ý nghĩa, nhân văn và là trách nhiệm cao cả cần thực hiện xuyên suốt trong thời gian tới. Dịp này, 178 suất quà đã được trao tặng cho những phụ nữ và trẻ em gái có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 500.000 đồng. Hướng đến kỷ niệm 60 năm chiến thắng Đầm Dơi Cái Nước và Là, hôm qua, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cái Nước Ngô Minh Quyền cùng đoàn cán bộ đến thăm tặng quà cho các nhân chứng lịch sử trong trận chiến Đầm Dơi Cái Nước và Là tại ba xã Lương Thế Trân, Phú Hưng và Hưng Mỹ. Tại các nơi đến thăm, đoàn đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống, kinh tế gia đình của các nhân chứng lịch sử, mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, giáo dục con cháu học tập, lao động, sản xuất, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương, góp sức xây dựng quê hương ngày thêm phát triển, giàu đẹp. Thưa quý vị, hiện nay các cơ sở sản xuất trên địa bàn huyện Ngọc Hiển đã sẵn sàng cho sự kiện Festival Tôm Cà Mau năm 2023 với 19 sản phẩm đạt 3 sao OCOP và nhiều đặc sản của địa phương sẽ được tham gia trưng bày tại sự kiện. Các cơ sở sản xuất trên địa bàn đang đẩy mạnh nguồn nguyên liệu để đảm bảo sản lượng phục vụ cho sự kiện và đổi mới cải tiến lại mẫu mã bao bì sản phẩm từ con tôm, giúp sản phẩm thêm bắt mắt, thu hút khách hàng. Ngoài các sản phẩm OCOP chủ lực từ con tôm, trong sự kiện Festival Tôm Cà Mau, các cơ sở còn đa dạng thêm nhiều sản phẩm OCOP khác như bánh phồng hàu, bánh phồng cua, đũa đước, ba khía muối, để khách hàng dễ dàng lựa chọn và tiếp cận được nhiều đặc sản tiêu biểu của địa phương, giúp nâng cao giá trị, nâng tầm sản phẩm OCOP, đưa đặc sản địa phương vươn xa hơn. Tỉnh Cà Mau hiện có 117 sản phẩm OCOP còn hiệu lực, trong đó có 6 sản phẩm đạt chứng nhận OCOP 4 sao. Dù số sản phẩm OCOP tăng lên theo từng năm, song số sản phẩm tạo ra thương hiệu nâng sao OCOP là không nhiều, thậm chí một số sản phẩm OCOP biến mất chỉ sau một thời gian. Duy trì hiệu quả và chất lượng sản phẩm OCOP đã chứng nhận là mục tiêu cấp thiết của tỉnh hiện nay. Trong tháng 9 năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau đã ban hành quyết định thu hồi giấy chứng nhận sản phẩm OCOP đối với 9 sản phẩm của 3 chủ thể. Lý do thu hồi giấy chứng nhận sản phẩm OCOP là do chủ thể đã dừng sản xuất và chuyển đổi ngành nghề sản xuất kinh doanh khác, không có khả năng khôi phục sản xuất và đang thực hiện các thủ tục giải thể hợp tác xã. Không phủ nhận, chương trình mỗi xã một sản phẩm đã đem đến nhiều lợi ích kinh tế cho người dân khu vực nông thôn. Tuy nhiên, việc các sản phẩm OCOP bị thu hồi cũng cho thấy để OCOP phát triển bền vững là không hề dễ dàng. Trước thực tế trên, hiện nay các địa phương trong tỉnh cũng đã xây dựng nhiều kế hoạch nhằm định hướng phát triển OCOP bền vững hơn trong thời gian tới. Trong thời gian tới thì chúng tôi cũng tiếp tục triển khai tìm các cái sản phẩm OCOP mới. Mới ở đây thì có nghĩa là cái nguyên liệu thì nó không mới, nhưng mà sản phẩm OCOP nó mang cái dấu ấn mới, mới về cái quy trình sản xuất, mới về chủng loại, mới về cả cái phương thức sản xuất và cái phương thức kinh doanh để nhằm mục đích cuối cùng, hai cái mục đích đó là chúng tôi tăng cái giá trị sản xuất và định hướng tới cái phát triển sản xuất lớn và đi tới cái kinh tế nông nghiệp. Cái thứ nhất là chủ thể phải tự thân vận động, phải tự thân vươn lên, phải có đủ nguồn lực và phải có cái điều kiện đủ để mà mình được tiếp cận cái nguồn vốn của nhà nước hỗ trợ. Bên cạnh đó thì là cũng phải là chăm chút, thí dụ như đầu tiên là mình làm rất là sơ sài,
Nhưng mà theo cái thời gian là theo cái nhu hiếu của thị trường với lại là cạnh tranh của thị trường, thì chủ thể phải là mình làm cho cái sản phẩm bao bì với lại cái chất lượng nó phải tăng dần lên thì nó mới theo kịp. Theo các chủ thể, để duy trì và phát triển các sản phẩm OCOP thì chất lượng là yếu tố quan trọng nhất. Song song đó, các chủ thể, tổ hợp tác, hợp tác xã cần quyết liệt hơn nữa trong việc xúc tiến quảng bá sản phẩm cũng như đầu tư trang thiết bị, cải tiến bao bì. Và để sản phẩm tiến xa hơn trên thị trường, phải cải thiện các tiêu chí lĩnh vực còn hạn chế, hướng đến nâng sao OCOP cho sản phẩm. Để duy trì được cái sản phẩm và phát triển sản phẩm thì cơ sở chúng tôi phải nguồn nguyên liệu phải được đảm bảo, đầu tư trang thiết bị hiện đại và ưu tiên nhất là chất lượng sản phẩm mà mẫu mã bao bì bắt mắt. Theo kế hoạch năm 2023, Cà Mau có 25 sản phẩm tiềm năng nâng hạng từ 3 sao lên 4 sao và 5 sản phẩm có khả năng đạt từ 4 đến 5 sao. Để hoàn thành chỉ tiêu này, ngay từ đầu năm, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương hỗ trợ chủ thể trong việc xúc tiến thương mại, kinh phí thực hiện và hoàn thiện hồ sơ thủ tục xét công nhận. Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu là từng cái sở ngành, các cái thành viên trong hội đồng là nhận cái nhiệm vụ trực tiếp là hỗ trợ cho từng chủ thể, cho từng cái sản phẩm để đó là có cái điều kiện tham gia hỗ trợ ngay từ đầu cho các cái chủ thể, đồng thời đó là để đó là làm cái đơn vị kết nối giữa chủ thể với đó là các cái cơ quan đơn vị có liên quan trong cái việc hỗ trợ cho các cái chủ thể đó là cải thiện từng cái tiêu chí, từng cái lĩnh vực để đó là đảm bảo nâng hạng được các cái sản phẩm. Tháng 12 này, Cà Mau sẽ đăng cai Festival Tôm Cà Mau và Diễn đàn OCOP Đồng bằng Sông Cửu Long năm 2023. Theo kế hoạch, tại sự kiện lần này, ngoài hoạt động trưng bày sản phẩm OCOP, ban tổ chức cũng sẽ công bố các sản phẩm được nâng hạng 4 và 5 sao OCOP. Với việc có hàng chục doanh nghiệp, đối tác, nhà đầu tư tham gia tại sự kiện, thì hoạt động công bố các sản phẩm OCOP được nâng hạng sẽ giúp cho chủ thể khẳng định thương hiệu, tạo uy tín với nhà đầu tư, mở ra cơ hội hợp tác với những đơn hàng lớn trong tương lai. Hôm qua, Văn phòng Chính phủ cho biết vừa ban hành thông báo số 475, kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá kết quả 10 tháng thực hiện chỉ thị về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy trong tình hình mới. Tại thông báo, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục tổng rà soát kiểm tra về công tác phòng cháy chữa cháy, nhất là đối với chung cư mini, cơ sở cho thuê trọ có mật độ người ở cao, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh có nguy cơ cháy nổ cao. Xác định rõ trách nhiệm của các tổ chức cá nhân, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nếu có theo đúng quy định pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan lực lượng đẩy mạnh việc xây dựng chính sách pháp luật, hoàn thiện thể chế, hệ thống các tiêu chuẩn quy chuẩn về phòng cháy chữa cháy, nghiêm cấm lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm trong xây dựng chính sách pháp luật. Việc tổ chức thực hiện các quy định pháp luật về phòng cháy chữa cháy không được gây phiền hà khó khăn, không hợp pháp quá sai phạm, nhưng phải có giải pháp tháo gỡ để bảo đảm quyền lợi của người dân và doanh nghiệp. Nhất là khi chuyển đổi trạng thái, phải có sự chuyển tiếp để người dân doanh nghiệp có thời gian chuẩn bị khắc phục. Chính phủ đã ban hành Nghị định số 80 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 95 và Nghị định số 83 về kinh doanh xăng dầu. Điểm mới của Nghị định số 80 gồm công thức giá và phương thức điều hành giá xăng dầu. Cụ thể, Nghị định số 80 điều chỉnh thời gian rà soát công bố chi phí đưa xăng dầu từ nước ngoài về cảng Việt Nam, chi phí đưa xăng dầu từ các nhà máy lọc dầu trong nước về cảng, premium, để tính giá xăng dầu từ nguồn sản xuất trong nước từ 6 tháng xuống còn 3 tháng. Thời gian điều hành công bố giá xăng dầu sẽ rút ngắn từ 10 ngày xuống 7 ngày. Thời gian điều hành giá xăng dầu được thực hiện vào ngày thứ Năm hàng tuần. Ngoài ra, Nghị định số 80 cho phép đại lý kinh doanh xăng dầu được lấy xăng dầu từ tối đa 3 nguồn nhằm tạo cạnh tranh cho thị trường. Bên cạnh đó, Bộ Công Thương cho biết sẽ phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan tiếp tục rà soát, nghiên cứu, xây dựng một nghị định mới thay thế các nghị định về kinh doanh xăng dầu trình Chính phủ trong thời gian tới.
Nghị định số 80 chính thức có hiệu lực từ ngày 17 tháng 11. Đến thời điểm này, Bộ Giáo dục Đào tạo chưa công bố đề thi tham khảo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025. Vì vậy, đề thi môn toán được cho là đề thi tham khảo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025 đang lan truyền trên mạng xã hội là không đúng sự thật. Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh một văn bản đề thi môn toán gồm 3 trang với 22 câu hỏi được cho là đề thi tham khảo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025. Sau khi nhận được thông tin, Bộ Giáo dục Đào tạo khẳng định đây không phải là đề thi tham khảo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2025. Hiện Bộ đang hoàn thiện phương án thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025 và sẽ được công bố trong thời gian tới. Chưa vậy, thông tin về đề thi tham khảo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025 đang được lan truyền trên mạng xã hội là không chính xác. Học sinh, phụ huynh học sinh không nên quá lo lắng mà tập trung học tập, ôn luyện theo hướng dẫn của giáo viên. Thưa quý vị, trong những ngày qua, nhiều tuyến đường nội ô thị trấn Đầm Dơi, huyện Đầm Dơi bị ngập nước cục bộ do triều cường dâng cao, khiến các phương tiện đi lại gặp nhiều khó khăn và ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống sinh hoạt của người dân, các hộ kinh doanh nơi đây. Trong 3 ngày 17, 18 và 19 tháng 11 năm 2023, khoảng thời gian 5 giờ đến 8 giờ, triều cường gây ngập ở nhiều tuyến đường của nội ô thị trấn Đầm Dơi, cụ thể như tuyến đường giao thông nông thôn khóm 6 gian tuyến sông Rạch Sao, khuôn viên các cơ quan, ban ngành cấp huyện, các tuyến đường nội ô chợ thị trấn Đầm Dơi bị ngập sâu từ 10 đến 15cm, khiến người tham gia giao thông và học sinh đến trường gặp khó khăn. Ngoài ra, nhiều tuyến đường giao thông nông thôn ở các xã cũng bị ngập tràn cục bộ. Hàng trăm ngôi nhà của bà con cũng bị ngập tràn. Thưa quý vị, liên quan đến xung đột giữa Israel và lực lượng Hamas, hôm qua hàng trăm người đã sơ tán khỏi Al-Shifa, bệnh viện lớn nhất Gaza, nơi có hàng ngàn người mắc kẹt tại đây sau khi quân đội Israel mở chiến dịch dây ráp do cho rằng Hamas sử dụng cơ sở y tế này làm trụ sở chỉ huy, cáo buộc mà Hamas đến nay vẫn luôn bác bỏ. Nhiều nguồn tin thực địa cho biết, bác sĩ và bệnh nhân đã bị quân đội Israel ép rời khỏi bệnh viện Al-Shifa và chỉ có một số bác sĩ ở lại để chăm sóc những người bệnh không thể di chuyển. Tuy nhiên, quân đội Israel cho biết đã tổ chức hoạt động sơ tán tự nguyện tại bệnh viện Al-Shifa. Hiện nhiều bệnh nhân đang dồn về phía bệnh viện Nasser tại khu vực Khan Yunis do các bệnh viện lớn khác tại Gaza vẫn đang phải đóng cửa. Tuy nhiên, khu vực này đã bị không kích trong đêm hôm trước, khiến hơn 20 người thiệt mạng. Đáng chú ý, chiến sự không chỉ diễn ra căng thẳng ở Gaza, mà xung đột hiện có chiều hướng lan rộng sang cả bờ Tây khi quân đội Israel hôm qua xác nhận đã tiến hành không kích tại đây. Còn tại khu vực biên giới phía bắc của Israel, giao tranh giữa quân đội nước này và lực lượng Hezbollah ở Liban vẫn tiếp diễn. Thậm chí Hezbollah còn cho hay các vụ pháo kích không kích của Israel ngày càng giàu sâu hơn trong lãnh thổ Liban. Trong bối cảnh xung đột giữa Israel và Hamas đã bước sang tuần thứ 6 và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, nhiều hoạt động biểu tình phản đối xung đột cũng như kêu gọi ngừng bắn đã diễn ra tại nhiều nước trên khắp thế giới. Tại Israel, khoảng 200 người biểu tình hôm qua đã tập trung tại một công viên ở thành phố ven biển Tel Aviv kêu gọi chính phủ lựa chọn giải pháp hòa bình cho xung đột ngày càng leo thang. Tại Berlin, dưới sự giám sát của lực lượng cảnh sát và an ninh, khoảng 2.500 người đã xuống đường tham gia tuần hành và biểu tình ôn hòa để thể hiện sự ủng hộ người dân Palestine. Cùng ngày, hàng ngàn người dân Pháp cũng đã tham gia tuần hành trong mưa ở Paris để bày tỏ ủng hộ với người dân Palestine, thể hiện tình đoàn kết với những người thiệt mạng, đồng thời kêu gọi chấm dứt xung đột hiện nay. Các cuộc biểu tình diễn ra trong bối cảnh xung đột Israel-Hamas vẫn tiếp tục leo thang căng thẳng. Cơ quan y tế tại Gaza cho biết đã có hơn 12.000 người thiệt mạng, trong đó có 5.000 trẻ em kể từ khi xung đột nổ ra vào ngày 7 tháng 10. Thưa quý vị, Thái Lan trong những năm gần đây được biết đến như một thiên đường du lịch thẩm mỹ. Mỗi năm, nơi này đón khoảng 2 triệu khách đến để tân chỉnh nhan sắc. Thế nhưng, xứ Chùa Vàng lại phải đối diện với vấn nạn bác sĩ thẩm mỹ giả, cơ sở thẩm mỹ chui, không có giấy phép xuất hiện tràn lan, gây ra những hậu quả nặng nề. Mali làm MC tại câu lạc bộ đêm ở Bangkok. Đối với cô, vẻ ngoài đẹp là tất cả. Cô gái trẻ sửa mũi lần đầu tiên vào năm 16 tuổi và cô đang chuẩn bị cho lần sửa thứ 5. Mali đã trải qua rất nhiều lần sửa sang sắc đẹp và bản thân cô cũng đã từng là nạn nhân của các bác sĩ thiếu tay nghề. Năm 2022, sau khi tiêm filler mũi, Mali đã gặp phải biến chứng khiến khuôn mặt gần như biến dạng. Rất may khi cô đến viện lớn cấp cứu kịp thời và chỉ mất 2 tuần để hồi phục. Cảm giác mũi tôi đau bỏng rát mỗi lần hít thở. Lúc đấy tôi nghĩ chết còn đỡ hơn là chịu đựng sự đau đớn này. Không biết phải chữa trị như thế nào và mất bao lâu.
nhu cầu thẩm mỹ đã tăng mạnh trên toàn cầu hơn 43% trong 4 năm gần đây. Tại Thái Lan, ngành công nghiệp này ước tính trị giá lên đến 1,8 triệu đô la Mỹ. Xứ Chùa Vàng còn trở thành thiên đường du lịch thẩm mỹ. Thế nhưng, điều đáng buồn là song song với sự phát triển này, thì những cơ sở thẩm mỹ chui, bác sĩ thẩm mỹ dởm cũng xuất hiện theo. Và tên nhân vật đã thay đổi, hành nghề thẩm mỹ trái phép. Cô thường đến tận nhà để tiêm filler, căng chỉ da mặt cho khách hàng. Cô cho biết bản thân đã được đào tạo, nhưng không đủ tiền để theo học và thi lấy chứng chỉ. Tôi vốn được đào tạo, nhưng những người khác thì không biết. Có rất nhiều người chỉ học qua các clip trên YouTube. Có rất nhiều bác sĩ dởm biến mất khi khách hàng gặp biến chứng. Giá sửa mũi tại một bệnh viện uy tín ở Thái Lan khoảng 280 đô la Mỹ. Nhưng tại các phòng khám chui chỉ khoảng 60 đô la Mỹ. Thế nhưng, rẻ chưa chắc đi kèm với tốt. Năm 2014, một du khách người Anh đã tử vong khi đến thẩm mỹ ở một cơ sở thẩm mỹ không giấy phép. Năm 2022, 8 người đã bị bắt khi hành nghề không chứng chỉ, bán những loại thuốc không có nguồn gốc xuất xứ. Theo luật Thái Lan, chủ của những phòng khám trái phép sẽ phải chịu mức án cao nhất là 3 năm tù giam, phạt 60.000 bạc hoặc có thể bị cả hai hình phạt trên. Những người hành nghề trái phép cũng sẽ phải chịu 3 năm tù treo, phạt 30.000 bạc hoặc cả hai. Thế nhưng, dù các cơ quan chức năng có gắt gao đến đâu, thì ý thức của mỗi người vẫn là quan trọng nhất. Không nên vì ham rẻ mà đánh đổi sức khỏe. Để rồi đẹp chưa thấy, đã tiền mất, tật mang. Bản tin thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo.